Dạ, em xin chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh. Em tên là Ngọc Diễm, năm nay 25 tuổi và em hiện đang sinh sống tại Bình Thuận ạ. Em làm gì ở Bình Thuận? Dạ, hiện tại thì em đang làm đầu bếp ạ. Đầu bếp hả? Mời anh trai bên kia. Lời đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh dễ thương và chị Nam Thư rất xinh đẹp ạ. Dạ. Với lại bạn gái ở bên kia đem tên là Nguyễn Văn. Quê em ở Quảng Bình, em sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Làm cái gì? Dạ em làm bên vận hành xe nâng ạ. Vận hành xe nâng. Đàn gái cho đàn trai biết ưu điểm và khuyết điểm trước đi. Dạ ưu điểm của em thì là nấu ăn ngon nè, có kinh nghiệm chăm sóc người già và trẻ nhỏ. Em thì cũng hiền lành, vui vẻ. Em ưa thích thì chơi những trò chơi cảm giác mạnh nè, không sợ ma. Về khuyết điểm của em thì em rất hay ngủ nướng, thường hay nấu ăn theo tâm trạng lắm. Vậy ví dụ ngày đó mà em buồn đi, em nấu món gì? Em cũng nấu bình thường lắm nhưng mà không có được ngon như lúc bình lúc vui vẻ thôi. Dạ. Em nói là em không sợ ma. Dạ đúng rồi. Lúc mà em hồi em đi làm á là buổi tối thường thường hay về vào lúc 7-8 giờ á, đường đó rất là vắng mà đi qua hai cái nghĩa địa là em không có cảm giác gì hết. Mời em trai. Ưu điểm của em á là em sống có tình cảm, chân thật, em sống tự lập, trách nhiệm với gia đình. Em là một người mẫu đàn ông của gia đình, em tự cảm nhận em là như vậy. Còn cái khuyết điểm của em là em dễ xúc động, em dễ cảm xúc á. Em có một cái trên TV có một bộ phim nào mà rất là buồn đó, tự nhiên là em cảm thấy em xúc động. Đúng rồi, mình anh cũng dạng người như em đó. Thấy vậy thôi chứ xem những cái bộ phim nào nó cảm động là mình ngồi tự nhiên nước mắt mình rơi. Hay thấy hoàn cảnh đó tự nhiên cái con người mình nó khác liền, nó cảm động liền. Em có mấy mối tình rồi? Em xin thưa với anh là em được có một mối tình thôi. Kéo dài mấy năm? Dạ, một tầm 4-5 tháng thôi. 4-5 tháng rồi hả? Dạ, nhưng mà chia tay khoảng gần một năm rồi anh. Sao lại chia tay? Dạ, em quen cái người đó là hai cùng một tuổi. Ở ngoài quê của em á là đa số là nhiều người ta lấy nhau một tuổi. Trong cái làng luôn là hai người lấy nhau một tuổi, gọi là bị sát anh. Tức là một người, dạ, tức là một là đúng một tuổi là cứ lấy nhau cả tầm 40-50 tuổi là người này không bị bệnh, là người kia bị bệnh, mà không bị bệnh là bị mất. Là 15 cặp mà quê em là chứng kiến là đều bị vậy. Trong gia đình em là hai người cũng bị như vậy rồi, cùng một tuổi luôn, là bà ngoại của em với lại dì của em, cho nên trong nhà cũng sợ. Tức là quen 4-5 tháng xong biết cái tuổi đồng bằng tuổi là không quen nữa luôn. Dạ. Em bên kia mấy tuổi vậy? Dạ em 25 tuổi ạ. Đây mấy tuổi vậy? Dạ em năm 31 tuổi. 31 với 25 gì khác tuổi xa rồi không sao. Mình làm tiếp đi. Bây giờ bên đây có một mối tình mà có 4-5 tháng là chia tay rồi. Bên kia mấy mối tình? Dạ em chưa có mối tình nào hết à. Đó giờ chưa yêu ai luôn hả? Dạ chưa ạ. Thì có nắm tay ai chưa? Dạ vẫn chưa ạ. Chưa luôn. Dạ, chưa nắm tay chắc chắn là chưa hôn nai đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà giống như em đi học rồi, lúc đó em có thích bạn nào không? Dạ cũng không mà. Nhà em thì rất là khó. Lúc mà đi học thì không có cho quen ai hết á. Nhưng mà lúc mà em có thích ai không? Mà thích rồi em không nói luôn hả? Dạ em thì cũng không thích ai hết. Tại vì lúc mà em đi học thì tính tình em thì cũng giống như con trai á. Rất là phóng khoáng với lại cũng hơi nghịch ngợm lắm. Em có cảm nhận là có bạn trai nào thích em không? Chắc không có chị. Dạ. Tại vì em chơi với con trai trong lớp không à. Chắc chưa có duyên thôi em ơi. Mà là tức là gia đình mình khó, là ba mẹ rất là khó hay sao? Dạ không, ông bà quản nghiêm á. À vậy là em sống nhỏ lớn với ông bà hả? Dạ đúng rồi. Chị xin lỗi nhưng mà ba mẹ em đâu? Ba mẹ em ly hôn từ lúc mà em mới 5 tháng á. Từ đó thì em ở với ông bà. Vậy em có liên lạc gì với gia đình không? Với ba mẹ không? Ba em thì ở gần với lại nhà nội á. Còn mẹ em thì em cũng không biết nữa. Ủa giờ hôm nay mở với ai? Giờ em đang ở với ông bà nội đúng dạ, không? Dạ đúng rồi ạ. Ông bà nội hả? Dạ. Ông bà nội năm nay nhiêu tuổi rồi? Bà em thì 72, còn ông em thì 74 ạ. Thì chắc ông bà nội cũng nôn rồi đúng không? Cũng muốn lấy chồng để thấy cháu mình ổn định rồi đúng không? Rồi. Chào đàn gái. Dạ ông, chào anh. Cô gái rất là xinh. Em ở với ông bà nội. Dạ đúng rồi ạ. Từ hồi nhỏ tới lớn luôn. Dạ đúng rồi ạ. Rồi không gặp ba mẹ luôn. Dạ có gặp ba nhưng mà không có gặp mẹ. Thì dạ. Ba có lo chăm sóc gì cho em không? Dạ ba thì có gia đình riêng thì ba cũng lo cho gia đình riêng của mình. Trời ơi. Còn bên ngoại có lo gì? Dạ không, bên ngoại thì em cũng không có liên lạc, cũng không biết phía bên đó. Không biết, ba không nói cho luôn. Em có biết mặt mẹ em không cưng? Dạ không ạ. Trời ơi. Có bao giờ em nằm mơ em tưởng tượng ra mẹ em chưa? Dạ vẫn chưa luôn ạ. Tại vì ở với ông bà thì em cũng quen rồi.
nên em cũng không có nhớ về mẹ nữa. Thiếu vắng tình yêu của mẹ, cũng không có ba luôn. Chia sẻ với em điều này nha. Dạ. Tội nghiệp quá, không có người yêu nữa. Chưa có người yêu, quên. Chưa có người yêu. Sắp có người yêu. Bây giờ muốn có người yêu thế nào? Một anh chàng chững chạc, biết chăm lo cho gia đình nè, hiếu thảo. Anh ấy là phải chiều chuộng, nói chung là phải chiều chuộng vợ con. Chiều chuộng vợ con. Dạ. Và đặc biệt là chung thủy không lăng nhăng. Em thì không thích lăng nhăng. Anh nghĩ bên đây anh cũng hiền đó. Một chút hỏi coi sao. Em có điều gì không thích ở người đàn ông không? Tính gia trưởng, không trung thực. Anh bên đây thật tình lắm. Không hút thuốc, nhậu thì ít thôi. Thôi, được rồi. Nãy giờ bên đàn gái đưa ra như thế, em cảm giác là mình được bao nhiêu phần trăm? Em cảm nhận là em hay 100%. Tại vì em là em dư để bao hết những cái lời bạn gái nói. Rồi, dạ. Chúc mừng luôn. Dạ. Cái gì tới 100% luôn hả? 100% luôn. Hồi đó là em gái của em là lấy chồng ngoài Hà Nội á, là ba em đi biển mà em thì bị bệnh ở nhà. Cho nên là một mình em đại diện cho ba và mẹ, một mình em dặn em gái này, em ra ngoài Hà Nội là họ chồng cho em gái của em luôn. Cho nên là em cảm thấy là em có trách nhiệm cho gia đình rất là nhiều. Và đã lúc chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình và vợ của mình ha. Dạ. Chào anh. Dạ em chào chị. Cái mẫu hình bạn gái lý tưởng mà anh mong muốn là sao? Dạ cái mẫu bạn gái của em là mong muốn đó là biết hiếu thảo với ba mẹ. Dạ. Sống có tình cảm, chân thật. Dạ. Biết chia sẻ. Dạ. Anh chị về thôi. Cái mẫu hình mà bạn gái mà bây giờ nãy là mình nói về tính cách rồi ha. Dạ. Còn bây giờ là về ngoại hình. Anh mong muốn một người như thế nào? Dạ ngoại hình là bạn gái đã cao 1m60 trở lên là được. 60? Dạ tại vì em cao 1m73 rồi. 73. Dạ em rồi. Muốn cho hai bên cho tương xứng. Em cao mét mấy bé? Chị thấy em cao lắm luôn á. Dạ 1m65 mà. Trời dư xăng, okay. Cao hơn Thư luôn á. Okay. Chị Nam Thư cho em hỏi là bên cái bạn gái có xăm không ạ? Có hình xăm không hả? Bé em có hình xăm không cô? Dạ không mà. Không có hình xăm. Điểm không thích ở bạn gái nữa là gì? Cao. Bạn gái là cái tính lăng nhăng là em thích. Còn ngoại hình. Người có da có thịt xíu là được rồi. Có da có thịt đúng không? Có da có thịt có. Ai cũng có da có thịt hết trơn. Dạ, không ai mà không có. Rồi, bây giờ mình sẽ gặp đại diện gia đình hai bên ha. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại bà nội, cô dượng và em họ của em. Bà nội, dạ. Con chào bà nội. Nội, nội thấy sao? Tôi thấy cháu trai này thì cũng được, hiền lành. Tôi cũng là bà nội của cháu Diễm. Dạ. Tôi cũng mong sao cho cháu tôi được hạnh phúc. Tôi rất vui rồi. Cháu tôi thì nó hồi nhỏ thì nó sống với tôi hồi mới có 5 tháng mấy à. Tôi nuôi nó tới giờ. Cũng cho ăn học rồi đàng hoàng. Rồi hiện tại bây giờ là cháu là ở nhà bán quán rồi với tôi. Rồi cháu thì rất hiền và cũng có hiếu với ông bà. Tôi xin chuyển lời cho rể. Em xin chào chương trình. Em cũng xin tự giới thiệu luôn, em là Dượng, là Dượng rể. Em bà xã em ngồi bên đây. Bạn trai này của con là nói có cảm xúc thì theo Dượng thấy là rất là tuyệt vời. Dượng cũng là người cảm xúc nặng. Nói chung là Diễm thì sống với cô Dượng, lúc cô Dượng còn sống với ông bà nội 19 năm. Sau đó cô Dượng mới ra ở riêng. Thôi thì cũng cầu mong sao con và bạn con có hạnh phúc thì Dượng, nói chung là Dượng sẽ lo hết tất cả. Xin cảm ơn chương trình. Bên nội Dượng này kia rất là thương, cho thấy được rằng là em gái rất là ngoan luôn, được tình yêu thương của ông bà nội Dượng. Rồi em trai, em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với ba mẹ. Chào cô chú. Dạ tôi xin phép chào hai MC, chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của em Văn, đây là bố của em Văn. Hôm nay đến hôn trường đây tôi rất vui mừng. Tìm một nửa yêu thương cho con, cho cháu. Mẹ thấy cô gái bên đây cũng cao ráo, dễ thương. Thì nghe nói qua đó thì ở với ông bà nội chi thì cũng dễ thương thôi. Chứ còn con trai của cô bên đó là cô không phải là khen đây, nhưng mà con trai của cô là bốn đứa như đứa nào cũng còn nết con ai hết, lo cho gia đình giỏi lắm. Đi lao động thì lương bổng thì 5-7 triệu đó,
Thế sau đây vợ chồng thương yêu nhau thì về tính toán làm ăn thêm cho con của cô là đứa nào cũng giỏi hết. Từ A đến Z là việc gì cũng làm được hết, sẽ lo cho em một gia đình giỏi lắm. Có gì xin hai em chi là tạo điều kiện giúp đỡ cho hai cháu. Dạ, rồi. Dạ, con cảm ơn cô. Bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi Nam Thư ha. Dạ, mở rào. Anh có bông hoa này tặng em. Dạ, em cũng có món quà để tặng anh ạ. Mong rằng em sẽ lúc nào tươi xinh như cái bông hoa này vậy. Em cảm ơn anh ạ. Quà của em á là mứt xoài. Mứt này là do em tự làm á. Còn nếu mà anh muốn cách sử dụng á thì anh có thể gọi cho em. Rồi, ok em. Bây giờ hai bạn mình nói chuyện với nhau ha. Em làm đầu bếp đúng không em ạ? Dạ đúng rồi. Em làm đầu bếp là em làm ở ngoài Bình Thuận luôn hay là em ở? Dạ, bà em có mở một quán ăn á. Khi xưa thì em làm nghề khác, em làm văn phòng cho một công ty may. Nhưng mà khoảng thời gian sau này á, một năm trở lại á, thì bà em á, thì cũng lớn tuổi rồi. Nên cũng muốn là em về phụ với gia đình. Là em quan điểm gì về tình yêu? Yêu một lần thì phải cho đáng, phải tìm đúng người, phải là chín chắn nè. Khi mà yêu á, thì phải đặt hôn nhân lên làm đầu. Không phải là quen rồi coi thử là như thế này như thế kia ông ấy thì bỏ. Như vậy thì em không được, em muốn là phải có một kết quả rõ ràng. Dạ. Trong đó có sự chung thủy, chân thành và có cái sự chia sẻ với nhau nữa, đồng cảm với nhau nữa, mới mang đến cái hạnh phúc suốt đời. Đó. Anh thấy em như thế nào? Có đạt cái tiêu chuẩn của anh không ạ? Anh thấy em rất dễ thương, ngoài hình anh thấy là ok rồi. Chúng dạ, anh xinh đẹp anh trong à. Mặt của anh là được. Thôi mình hẹn hò thế nào? Em ở Bình Thuận là ở cái huyện nào hay là cái xã nào? Em ở huyện Đức Linh à, giáp với lại Xuân Lộc Đồng Nai á. Xuân Lộc Đồng Nai là Cẩm Mỹ đi lên á, Long Giao đi lên á. Về là rồi, anh có lên Cẩm Mỹ gần này nữa, đi cái hướng này. Về là đi hướng Bà Rịa đi lên. Đúng rồi, dạ, dạ, đúng rồi, anh em có đi xe buýt đi lên Cẩm Mỹ Đồng Nai rồi. Vậy là phải đi có lên xe buýt nữa là được rồi. Dạ, thì em ở đó tiền xe buýt á. Công ty của anh là rất là dễ, một tháng là được nghỉ 4 ngày. Nhưng mà cái thời gian đó là không nhất thiết phải là chủ nhật. Nói chung cái ngày nào mình nghỉ, thay vì một tháng là mình nghỉ 4 ngày, mình dồn 4 ngày vô luôn là mình nghỉ. Nói chung hẹn hò người yêu là rất thoải mái. Còn có lúc mà ví dụ mà em cần cái lúc nào trong một tháng đó, ngày nào thì anh chỉ cần nói với sếp anh một tiếng là anh có thể đến thăm em. Dạ. Em thì cũng không sợ yêu xa đâu, không có người yêu mới đáng sợ thôi. Đúng rồi. Người ta nói người ta không thích yêu xa nhưng mà anh rất thích yêu xa. Anh muốn sự cảm nhận, anh muốn sự giống cái anh thích đi du lịch á, anh muốn thích đi ở đây đó để cho biết. Nếu như tiến tới hôn nhân thì con cái như thế nào? Thế anh thì anh thích con trai hay là con gái? Nói chung là con trai con gái gì cũng là con hết, con của chúng ta hết. Em cũng vậy, nhưng mà về mà giáo dục trẻ nhỏ thì em cực kỳ nghiêm khắc. Giống như anh hết, dạ. Giống như anh luôn. Nói chung là giáo dục con cái, nói chung là sau này em có con, chúng ta có con là cái giáo dục con cái là để anh lo cho. Anh lo cho từ A đến Z luôn, con là cái. Chăm con luôn. Chăm con luôn. Ồ. Gói cà. Tao bây giờ chăm con biết hát ru con không? Dạ. Cái đó giờ em hình như em thuộc lắm anh à. Em lên chương trình em muốn gửi đến quý khán giả một bài hát với lại anh chị, hai anh chị MC với là bạn gái bên một bài hát mang tên là Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ, nhạc của Phan Huy Điểu. Có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu. Ở đâu đây nỗi nhớ, anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp, cho ta gần nhau thêm. Cảm ơn bạn. Ở hai đầu nỗi nhớ ha. Nhưng mà hai bạn cũng ở gần chứ không phải ở xa lắm đâu. Sáng đi xe buýt, chiều đón xe buýt về cũng được. Em gái có một cái bài hát nào gửi tặng lại chàng trai không? Em cũng xin gửi anh một bài hát.
Em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu và sẽ yêu ai đó thật nhiều. Em chưa bao giờ nghĩ cuộc đời có anh làm trái tim này thật mong manh. Em luôn tin rằng cứ một mình cũng vui, và có khi cho đến trọn đời nhưng ai hay ngờ bóng một ngày mới xa. Tình yêu khiến cho lòng mê say, có những lúc em vu vơ suy nghĩ, có những lúc em lại thẫn thờ, những bối rối cứ đồng đầy trong trái tim em từng ngày. Chỉ cần anh biết rằng từ tận sâu trong đáy lòng, bao nhiêu nhớ thương dành cho riêng mỗi anh người đã đến trong đời, và làm cuộc đời em tươi như chơi vơi. Và từng đêm nhớ mong lòng còn bao nhiêu vấn vương, bao nhiêu ước mơ ngày đôi ta có nhau và cho đến bao giờ. Lòng còn tồn tại nhưng bất ngờ vì anh là của em. Bây giờ hai người bước tới nắm tay nhau và nói cho nhau những cái suy nghĩ của mình, những cái cảm nhận của mình và mong muốn điều gì với đối phương. Nắm tay nhau, đó, nhìn thẳng vào mắt nhau. Chúng ta có 30 giây để nói về những tình cảm của mình với người đối phương. Cho nắm tay là chúng ta gặp nhau đây, cũng Âu cũng là cái duyên. Cho nên là chúng ta hãy cho nhau một cơ hội. Anh không hứa sẽ mang lại sự giàu sang cho em, nhưng ở chương trình này, với sự chứng kiến của quý vị khán giả thân thương, anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc của chúng ta suốt đời. Em gái nói gì đi. Nắm tay nhau, đừng buông tay ra, thử cảm nhận về nhau. Thật sự là đến chương trình này cũng mong là có một người người yêu, một người chồng để mà chăm sóc và quan tâm cho mình ở khoảng thời gian sau này. Nên đến đây với một tấm lòng mà thật sự là nghiêm túc. Và em cũng muốn là chúng ta cho nhau một cơ hội. Cảm ơn em. Anh Quỳnh Linh cho em xin một phút được không ạ? Được. Đây, chị trong nha. Bó hoa có một bức thư này. Em đọc đi bé. Cái thư này là hồi đêm anh viết cả đêm đó, để dành tặng cho em đó. Tất cả đêm viết ra hả? Tất cả đêm viết. Chào em, cô gái đến từ tương lai. Em mà, chúng mình gặp nhau đây, Âu cũng là cái duyên. Nhờ nhịp cầu bạn muốn hẹn hò mà nơi đây chúng ta đã có cơ hội gặp nhau. Mong rằng chúng ta hãy trân trọng và tìm hiểu một cách nghiêm túc. Em à, duyên này bạn muốn hẹn hò tạo, phận này là do người chọn, và hạnh phúc là do chính mình nắm bắt. Ngay từ ngày này, giờ này, phút này, tại chương trình bạn muốn hẹn hò cùng với sự chứng kiến cổ vũ nhiệt tình của quý khán giả thân thương nhất, đồng hành cùng với hai anh chị MC rất dễ thương và duyên dáng, đặc biệt có sự góp mặt mong đợi của người thân hai bên. Em à, anh không hứa sẽ cho em cuộc sống giàu sang, nhưng anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em suốt đời. Những câu từ này không được trau chuốt cho lắm, nhưng nó sẽ là tất cả chân thành nơi anh. Em hãy tin tưởng nơi anh và hãy cho anh một cơ hội em nhé. Gia đình hai bên đang mong chờ niềm vui từ chúng ta đó. Trên thư, Nguyễn Văn gửi người con gái, anh thương. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Xem giờ phút thiêng liêng này, hai trái tim có đồng điệu với nhau hay không nha. Sau 3 tiếng đếm. 3 2 1 Hai bạn, trời ơi. Nắm tay nhau đi. Nè, xin phép ông bà, xin phép dì, ông bà nội, xin phép dì bắt đầu từ đây cho tụi con hẹn hò với nhau chính thức, tìm hiểu nhau. Con cũng đến chương trình này, hôm nay con đến chương trình này, con muốn tìm một nửa yêu thương của con. Con xin phép ông bà với giường với gì, con sẽ bảo vệ và con sẽ, nói chung là con sẽ lo cho em suốt cả cuộc đời. Em gái nói gì em nói gì với ba mẹ của bạn? Dạ, con chào cô chú ạ. Con mong là sau này á, cô chú sẽ là điều kiện cho chúng con được quen nhau và có thể chúc phúc cho chúng con được ạ. Dạ. Hôm nay cái sự chứng kiến của ông bà, dượng cô, ba mẹ và hai họ luôn, mình hôn cái nụ hôn đầu tiên để chứng minh cho những gì nãy giờ mình nói đi. Yêu thương nhau thật lòng nha. Rồi, mời em trai.
Dạ con xin phép mọi người với lại Dương cho con xin chào này. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đẹp lắm, tình yêu này sẽ thăng hoa đó. Anh tin là như vậy nha. Dạ, cảm ơn. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty cổ phần Thiên Phú Yakio. Phần quà dành cho hai bạn trong buổi hẹn hò đầu tiên là một cặp nhẫn hẹn hò trị giá 2 triệu đồng. Còn đây là một món quà đến từ thương hiệu Anh Phương Cherry. Đây là một voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới trị giá 12 triệu được tài trợ bởi thương hiệu nữ trang Anh Phương Cherry. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân với nhau, đây xin mời, xin tặng hai bạn. Đây, quà của em nè. Đó, hoa của em nè. Đây. Rồi, bây giờ về là hướng dẫn sử dụng là cứ gọi Diễm nha. Chúc hai bạn hạnh phúc một lần nữa. Xin cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Dạ, rồi em cảm ơn chương trình. Cảm ơn. Nhớ giữ lại hạnh phúc của mình nha. Dạ. Hãy bảo vệ bạn gái, chăm sóc bạn gái như gì mình đã hứa. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Đại chiến tứ sắc Attack 25. Đây là một game show mà chúng tôi đã mua format từ đài truyền hình Asahi Nhật Bản. Là một trong những game show có tuổi đời lâu nhất tại Nhật Bản với 43 năm tuổi đời thưa quý vị. Wow. 43 năm tuổi đời thưa quý vị. Wow. 43 năm tuổi đời thưa quý vị. Wow. 43 năm hả? Hãy cùng làm quen với những nhân vật đặc biệt trong chương trình. Đầu tiên đó chính là người con gái vô cùng xinh đẹp và dễ thương sẽ giúp đọc những câu hỏi xuyên suốt chương trình. Đó chính là nữ thư ký Emma. Em xin chào mọi người, em tên là Emma Nhất Khanh ạ. Và hôm nay em sẽ là trợ lý cho anh MC Quang Bảo. Còn bên đây sẽ là bốn vị khách mời đặc biệt trong số đầu tiên của Đại chiến tứ sắc. Chào tất cả các bạn, mình là Nam Thư. Đố các bạn, con trai và đàn ông khác nhau ở điểm nào? Con trai thì nó ở dưới nước. Ừ. Còn đàn ông đâu ở dưới nước. Ồ. Xin chúc mừng Thiên Dương với câu hỏi đầu tiên. Ủa sao nãy nó trống trên bờ? Bi. Là ông o. O. Lỗi là do con tai của mình thôi anh à. Anh Thiên Vương, như vậy là ô số thứ 13 đã thuộc về anh. Con cào cào có cái cánh xanh xanh. Hãy cho biết con cào cào có mấy cái chân? Con cào cào có 40 chân. 40 chân. 40 chân. Ngày xưa sao đậu được môn sinh học của cấp 2 vậy? Em nhớ thầy dạy cấp 2 môn sinh học của em là thầy Sinh, trường Nguyễn Trãi, thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ủa mà rồi sao chị? Dạ, thầy cho em quà, thầy cho em quà. Thầy cho em quà. Địa chỉ nhà thầy ở đường mặt. Tố Thí Kiều và Tố Thí Dân là hai chị em. Cái gì của chồng mà các cô vợ muốn lấy nhất? Đó là một từ. Tiền phải không em? Sao phải mần nhục tôi trên sóng truyền hình như vậy? Dễ dàng. Trong bài hát Con Cò Bé Bé, từ con xuất hiện mấy lần? Anh có con ở nhà và cha biết. Kiều là nghe cái bài đó thường xuyên nhưng mà cha nhớ cái lời vì cái đó quá khó chịu để nghe. Bao nhiêu? Một. Chắc chắn đúng không? Vì tự nhiên nhớ. Vì tự nhiên nhớ. Cảm ơn. Gờ tới tay rồi đó anh. Chọn ô đi anh. Thì 15 đi, 15 đi hả? 15, 15. Đó. Có câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An. Vậy Sông Lam có chạy qua Nghệ An hay không? À, có à. Số 10 đi. Số 10.